Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, tối thứ tư ngày 30 tháng 10, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Vấn đề đầu tiên là các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với câu hỏi vì sao ý định đưa tránh văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương không dễ như Tổng bí thư Tô Lâm tưởng? Nhất là trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực trong đảng đang ở hồi quyết liệt khi quyền lực của ông Tô Lâm đang trên đà suy yếu. Nội dung thứ hai, việc Tổng bí thư Tô Lâm vừa ký quy chế mới về bầu cử trong đảng. Có gì đáng chú ý? Và tại sao đến nay Tổng bí thư Tô Lâm được cho là phải hì hộp gỡ ván cờ Nguyễn Phú Trọng sắp đặt từ trước như vậy? Đây là điều được cho là công cụ để cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây đã sử dụng để loại đối thủ chính trị của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như đã thấy tại Đại hội 12 hay không. Cũng như tin giờ chót, Bộ trưởng Lương Tam Quang làm việc tại Bộ Nội vụ Đức, chưa thể dẫn độ được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là điều chúng tôi đã tiên liệu trước cùng quý vị. Phải chăng Lương Tam Quang cũng biết trước kết quả, nhưng vẫn thăm Đức để đưa nhàn AIC về chỉ là đi chơi cho vui trong khi có nhiều đánh giá thực chất chuyến đi Đức của Lương Tam Quang chỉ nhằm mục đích xoa dịu các đối thủ của Tổng Bí thư Tô Lâm khi thắc mắc vì sao không tích cực truy bắt nhàn AIC hay vì muốn bao che cho phe cánh cụ thể là Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan đến tình hình trên biển Đông theo dự án Đại sự ký biển Đông mới đây đã cáo giác tuyến cáp ngầm của Việt Nam trên biển Đông đã bị Trung Quốc phá hoại trong khi Hoa Kỳ đang thúc giục Việt Nam tránh xa công ty lắp đặt cáp Hamen Technologies của Trung Quốc và các công ty Trung Quốc khác trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp ngầm mới vào năm 2030 sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn đến với quý vị các nội dung phân tích, bình luận quan trọng khác. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, Việt Nam muốn Trung Quốc tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại, quân sự. Đề nghị vừa nêu được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đưa ra khi hội đàm với Thượng tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm 24 tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội. Theo các phương tiện truyền thông Việt Nam đưa tin, khi kết thúc cuộc hội đàm, hai ông Phan Văn Giang và Trương Hữu Hiệp đã ký thư bày tỏ ý định về việc tăng cường hợp tác quốc phòng và một thỏa thuận về phòng thủ biên giới. Các bài tường thuật của các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam về các bình luận của Thượng tướng Trương Hữu Hiệp không đề cập đến cách ông phản ứng với đề xuất này, đồng thời cũng không có thông tin chi tiết nào được công bố về nội dung của thư bày tỏ ý định. Việt Nam chưa từng mua vũ khí của Trung Quốc. Trước khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016, Hà Nội chủ yếu nhập vũ khí từ Nga, với hơn 90% sản phẩm quân sự nhập khẩu có nguồn gốc từ Moscow. Ngoài ra, Việt Nam cũng có mua thiết bị quân sự từ Israel, Ukraine, Hà Lan và Bà Lan. Vậy điều gì đã thay đổi? Thay đổi với đại cho tự do, giáo sư Can ở Đại học Canberra, Australia nhận định. Đề xuất của ông Giang về thương mại quân sự dường như là lần đầu tiên khi cạnh hợp tác quốc phòng này được nêu ra. Không có đề cập nào về thương mại quân sự trong nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương năm 2003 hoặc tuyên bố tầm nhìn chung năm 2017 về hợp tác quốc phòng đến năm 2025. Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa xem xét khi Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đến thăm Hà Nội vào tháng 5 năm 2019. Khi đó, Bộ trưởng hai nước đã nhất trí trong số những việc khác sẽ tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, theo giáo sư Con Taylor, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào tháng 12 năm 2019 đã làm gián đoạn hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vào tháng 4 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa đã đến thăm Hà Nội và gặp người đồng cấp của mình là Đại tướng Phan Văn Giang. Hai bộ trưởng đã ký biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác quân sự quốc tế. Chỉ đến năm 2023, các hoạt động hợp tác quân sự mới được nối lại. Vào tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã có chuyến thăm chính thức Bắc Kinh và gặp Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Theo báo Quân đội Nhân dân, hai vị quan chức nhất trí hai nước còn nhiều dư địa để phát triển hợp tác quốc phòng, nhưng bài báo không đề cập đến công nghiệp quốc phòng hay thương mại quân sự. Giáo sư Carl Trayer cho biết thêm. Hợp tác trong công nghiệp quốc phòng đã được đưa trở lại chương trình nghị sự khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình gặp nhau tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2023. Tuyên bố chung của họ tuyên bố rằng Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trong công nghiệp quốc phòng. Cam kết này đã được Tổng bí thư Tập Cận Bình và Tổng bí thư Tô Lâm tái khẳng định khi họ gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2024. Họ đã ra tuyên bố chung rằng họ nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố vào tháng 3 năm 2024, Ngân sách của Việt Nam dành cho mua sắm quốc phòng hàng năm được ước tính là hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng trong năm 2023, Việt Nam không có đơn hàng lớn nào mới. Tờ The Diplomat vào ngày 30 tháng 4 năm 2024 có bài phân tích tại sao Việt Nam cần đánh giá lại chiến lược mua sắm vũ khí. Theo tác giả, Việt Nam cần hướng tới là một chiến lược mua sắm vũ khí có thể cân bằng ngân sách quốc phòng, hạn chế với môi trường an ninh đang xấu đi ở cả miền lục địa và hàng hải bảo đảm với Trung Quốc về ý định hòa bình của Việt Nam và cung cấp cho đất nước những vũ khí có khả năng sống sót cao nhất nếu chiến tranh xảy ra. Theo Al Jazeera, máy bay không người lái vũ trang giá rẻ và đủ tốt của Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường thế giới trong bối cảnh Hoa Kỳ kiểm soát xuất khẩu. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPI, Trung Quốc đang bán vũ khí cho nhiều quốc gia hơn và hiện là nhà xuất khẩu máy bay không người lái hàng đầu thế giới Trung Quốc đã mở rộng cơ sở khách hàng mua vũ khí của mình từ 41 lên tới 53 quốc gia trong giai đoạn 2014-2018. Máy bay không người lái là nguồn tăng trưởng chính cho xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc. Cơ sở dữ liệu SIPI cũng cho thấy Bắc Kinh đã xuất khẩu hơn 280 máy bay không người lái chiến đấu trong thập kỷ qua, chủ yếu sang Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Tại Đông Nam Á, Trung Quốc cũng xuất khẩu vũ khí sang Myanmar và Thái Lan. Máy bay không người lái nổi bật nhất của Trung Quốc, theo The Asia Times, có thể kể đến máy bay không người lái chiến đấu Sharpwork, Tàng Hình GJ-11. Trung Quốc không chỉ rất mạnh về máy bay không người lái, an ninh mạng cũng là thế mạnh của nước này. Một bản xếp hạng bằng sáng chế an ninh mạng toàn cầu, được thực hiện bởi Nikkei hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ thông tin. Nesit Nesit của Mỹ cho thấy các công ty Trung Quốc chiếm 6 trong số 10 công ty hàng đầu với Huawei và Tencent lọt vào top 3. Trong bối cảnh căng thẳng thường xuyên với Trung Quốc, câu hỏi được nêu lên là hợp tác với Trung Quốc về công nghiệp quốc phòng cần làm thế nào để Việt Nam vừa tận dụng được công nghệ Trung Quốc nhưng vẫn cân bằng được rủi ro an ninh. Hợp tác song phương trong công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành, nếu và khi đạt được thỏa thuận, thì theo giáo sư Carl Thayer, có khả năng sẽ chỉ giới hạn ở các thiết bị và khả năng phi chiến đấu chẳng hạn như hậu cần vận tải và y tế quân sự việt nam có thể sẽ nhấn mạnh vào việc chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất giáo sư canter cho rằng việt nam không thể dựa vào trung quốc để có được vũ khí quân sự giá trị lớn cho quân đội hải quân và lực lượng phòng không không quân của mình vì nguy cơ trung quốc sẽ đình chỉ mọi thỏa thuận và tiếp tế vào thời điểm căng thẳng việc mua vũ khí tấn công sẽ phản tác dụng vì trung quốc sẽ biết cách thức hoạt động của các hệ thống vũ khí này làm thế nào để việt nam vừa tận dụng được công nghệ trung quốc nhưng đồng thời cân bằng được rủi ro an ninh khi hợp tác với bắc kinh về công nghệ quốc phòng việt nam đã chứng minh được khả năng thành thạo trong việc đảo ngược kỹ thuật vũ khí và thiết bị quân sự của nước ngoài việt nam có thể sẽ nhấn mạnh với trung quốc vào việc chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất Giáo sư Canthair nhận xét, theo nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, quan trọng cần phải làm rõ là Việt Nam quan hệ quốc phòng với Trung Quốc là để học tập, mong được chuyển giao về khoa học kỹ thuật quân sự hay là muốn mua vũ khí. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định thêm. Thì hiện nay một số nhà quan sát cứ thích bình luận là chuyến đi của Phan Nhan Giang đến Mỹ, chuyến đi của ông này, ông kia đến châu Âu là đặt vấn đề có mua vũ khí hay không riêng bản thân tôi thì nói rằng Việt Nam không đủ nguồn lực để mà mua sắm vũ khí hiện đại như các cái quốc gia lớn trên thế giới. Thứ hai nữa, Việt Nam sắm vũ khí hiện đại để đánh ai và đánh thì có thắng hay không? Tôi lấy ví dụ trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, à, Trung Quốc với cái tuyên bố đường lưỡi bò đang tuyên bố cái chủ quyền hoàn toàn của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam như thế đấy. thì Việt Nam không bao giờ có chủ trương là muốn gây chiến tranh. Và Việt Nam cũng không có tham vọng gây chiến tranh với Trung Quốc Vì tiềm lực kinh tế và quân sự của Việt Nam không thể nào đánh bại Trung Quốc Một cái cường quốc quân sự của thế giới, một cái cường quốc số 2 ở trên thế giới Do đó cái chiến lược quân sự của Việt Nam là phòng thủ Trung Quốc là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng duy nhất của Việt Nam Không chỉ quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông Bắc Kinh còn đe dọa phá hoại, ngăn cản các nước đơn phương hoặc hợp tác với đối tác thăm dò năng lượng dầu khí trên vùng biển hợp pháp ở Biển Đông. Vào năm 2017, Trung Quốc đã đe dọa tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan dầu hợp tác với Repsol không dừng lại. Vậy hợp tác với Trung Quốc như đề nghị được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đưa ra với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp mới đây thì có rủi ro gì không? Liên quan vấn đề này, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định tôi thấy rằng là không có hề có một cái rủi ro gì hết và chưa hẳn là Trung Quốc sẽ đồng ý chuyển giao toàn bộ cái nền khoa học kỹ thuật về về quốc phòng cho Việt Nam mà nó chỉ ở một cái một cái lĩnh vực nào đó và Việt Nam cũng không có tham vọng sao chép hay học tập toàn bộ cái cái năng lực quốc phòng của Trung Quốc mà chỉ ở một lĩnh vực nào đó mà hiện nay chúng ta thấy rằng nó có quyết định cái cán cân chiến tranh trên thế giới tức là cái công nghệ cao mà thực tế trên chiến trường Ukraine trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng đây là cuộc chiến của của công nghệ cao bên cạnh các cái cái yếu tố khác thì Việt Nam ở một cái thế yếu về công nghệ do đó cũng cần phải học tập đa dạng ở các nước tư bản cũng như là các nước cộng sản để tìm cho cái riêng mình. Còn mối quan hệ chồng chéo phức tạp như Việt Nam và Trung Quốc theo ông Phúc là vấn đề rất khó giải quyết trước mắt. Trong 50 năm tới, bao giờ Trung Quốc từ bỏ chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên Biển Đông thì lúc đó mới có chuyện hòa bình hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến tình hình trên Biển Đông. Theo dự án Đại sự ký Biển Đông mới đây đã cáo giác, tuyến cắp ngầm của Việt Nam trên Biển Đông đã bị Trung Quốc phá hoại. Hoa Kỳ đang thúc giục Việt Nam tránh xa công ty lắp đặt CAP HMN Technologies của Trung Quốc và các công ty Trung Quốc khác trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp ngầm mới vào năm 2030, theo Reuters, trích dẫn các nguồn tin có hiểu biết về các cuộc đàm phán. Năm tuyến cáp ngầm lớn của Việt Nam kết nối với Internet toàn cầu đã liên tục gặp sự cố, khiến việc lắp đặt cáp mới trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Reuters đã trao đổi với 12 nguồn tin cho bài viết này, bao gồm các quan chức Việt Nam, nhà ngoại giao nước ngoài và giám đốc điều hành ngành. Tất cả đều từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Theo 7 người tham gia hoặc được thông báo về các cuộc đàm phán, kể từ tháng riêng, các quan chức và công ty Hoa Kỳ đã tổ chức ít nhất nửa tá cuộc họp với các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài để thảo luận về chiến lược cáp của quốc gia Đông Nam Á này. Một quan chức tham dự các cuộc họp cho biết đây là một cuộc vận động hành lang rất khó khăn. Theo năm nguồn tin, các quan chức hoa kỳ cũng đã chia sẻ thông tin tình báo riêng về khả năng đã có sự phá hoại các tuyến cáp ngầm của quốc gia này theo reuters hoa kỳ và trung quốc đang cạnh tranh giành ảnh hưởng tại việt nam thể hiện qua việc cả tổng thống hoa kỳ joe biden và người đồng cấp tập cận bình đều đến thăm vào năm ngoái và các tập đoàn từ cả hai nước đều đầu tư mạnh vào việt nam việt nam và trung quốc đã công khai thảo luận về việc thúc đẩy kết nối kỹ thuật số đồng thời các tuyến cáp ngầm, nơi truyền tải phần lớn dữ liệu của thế giới, đã trở thành trọng tâm trong cuộc chiến công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và Washington, lo sợ sự do thám của Bắc Kinh, trước đây đã vận động thành công để loại HMN Tech khỏi một dự án khác, theo một cuộc điều tra của Reuters. AP Telecom, một công ty tư vấn ít được biết đến, đã tham gia các cuộc đàm phán để thuyết phục Hà Nội, 5 người cho biết các cuộc họp và vai trò của ap telecom trong các cuộc họp đó chưa từng được báo cáo trước đây amn tech và ap telecom đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận từ reuters nhà trắng cũng từ chối bình luận các bộ thông tin và công nghệ của việt nam đã không trả lời các yêu cầu bình luận bộ ngoại giao trung quốc cho biết chiến dịch của hoa kỳ vi phạm trắng trợn các quy tắc quốc tế và mô hình hoạt động kinh doanh cho đến nay các nhà chức trách và công ty nhà nước việt nam đã thể hiện sự cởi mở trong việc hợp tác với Trung Quốc về lĩnh vực cáp ngầm, năm nguồn tin cho biết. Các cuộc họp trên bởi vậy nhằm mục đích thuyết phục Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị rằng trong ngành lắp đặt cáp vốn phụ thuộc vào bốn công ty trên toàn cầu, thì công ty mới nổi Hachemann sẽ là một lựa chọn tồi. Các quan chức Hoa Kỳ và AP Telecom đã nói rõ rằng việc lựa chọn các nhà thầu cáp ít kinh nghiệm hơn và ít được tiếp cận vào các thành phần quan trọng sẽ khiến các công ty hoa kỳ không muốn đầu tư vào việt nam hai người tham dự các cuộc họp cho biết một trong những người tham dự cho biết htm đã được chỉ đích danh trong các cuộc họp washington coi htm tech là chi nhánh của gã khổng lồ công nghệ trung quốc hoa vi và cả hai đều đang chịu lệnh trừng phạt của hoa kỳ vì lo ngại rằng những công ty là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hoa vi đã phủ nhận cáo buộc và hn HM tech đã nói rằng họ là một công ty độc lập. A-Telecom được thành lập vào năm 2009, có hợp đồng nhiều năm với chính phủ Hoa Kỳ để thúc đẩy sáng kiến mạng lưới sạch của Washington với các nước ngoài, bao gồm cả việc ngăn chặn đầu tư vào Trung Quốc, một nguồn tin trong ngành cáp quen thuộc với tình hình cho biết. Trang web của công ty không đề cập đến hợp đồng của chính phủ. Reuters không thể biết được thời điểm hợp đồng được ký kết. Nguồn tin cho biết AP Telecom cũng hoạt động như một đơn vị làm thỏa thuận cho các công ty phương Tây đang tìm kiếm các hợp đồng cáp nước ngoài nhạy cảm. Công ty đang hợp tác với Google và công ty viễn thông Úc Telstra về hệ thống cáp ngầm mới kết nối các đảo Thái Bình Dương. Hai MN Tech chỉ hoạt động từ năm 2008 so với nhiều thập kỷ của Subcom của Hoa Kỳ, NEC của Nhật Bản, South Bay T và Alcatel Submarine Networks của Pháp. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Telegeography, Công ty Trung Quốc này chủ yếu lắp đặt các tuyến cáp ngắn hơn. Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, tất cả các tuyến cáp ngầm chính của Việt Nam đều bị lỗi hoặc hư hỏng với những tổn thất tốn kém. Đôi khi xảy ra đồng thời cả hai, theo báo cáo của BME. Điều đó thúc đẩy Hà Nội đặt ra các mục tiêu cáp ngầm đầy tham vọng hơn trong năm nay. Chi phí dự kiến chưa được công bố, nhưng nỗ lực này sẽ là một trong những đợt mở rộng cơ sở hạ tầng Internet ngầm quan trọng nhất của bất kỳ nền kinh tế mới nổi nào, theo nhà phân tích Nicolo Lombardi của BME. Trong ít nhất hai cuộc họp với các đối tác Việt Nam trong năm nay, các quan chức Hoa Kỳ đã chia sẻ hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo khác, cho thấy sự cố gián đoạn có thể là do phá hoại, năm nguồn tin cho biết. Ba nguồn tin cho biết các bộ thông tin và công nghệ của Việt Nam đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng và nếu có phá hoại thì cũng không rõ ai đã thực hiện. Reuters không thể tìm hiểu thêm về thông tin tình báo cho thấy đã có sự phá hoại. Công ty viễn thông Hoa Kỳ AT&T, một thành viên của tập đoàn sở hữu tuyến cáp nối Việt Nam với Hoa Kỳ, đã có ít nhất hai cuộc họp trong năm nay với các quan chức và công ty Việt Nam về các tuyến cáp. Ba người được thông báo về các cuộc họp này cho biết. Không rõ liệu AT&T có phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ hay không. AT&T đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Một quan chức Việt Nam người đã được thông báo về các cuộc đàm phán giữa chính quyền Việt Nam với HMN về các tuyến cáp đã lên kế hoạch cho biết các đề nghị của Bắc Kinh rẻ hơn. Công ty công nghệ tư nhân hàng đầu của Việt Nam, FPT, cho biết năm ngoái họ sẽ đầu tư vào một tuyến cáp nhánh nối Việt Nam với một tuyến cáp quốc tế do HMN xây dựng. Nhưng hai người được thông báo về vấn đề này cho biết vẫn chưa có tiến triển nào về kế hoạch này. FPT đã không trả lời yêu cầu bình luận. Vào tháng 4, công ty viễn thông nhà nước của Việt Nam, Viettel và Singtel của Singapore đã công bố kế hoạch xây dựng một tuyến cáp mới từ miền Nam Việt Nam đến Singapore, tránh phần lớn Biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Kế hoạch đó vẫn chưa được triển khai đấu thầu. Thời gian sẽ trả lời ai là người chiến thắng trong cuộc đua giành hợp đồng cáp ngầm của Việt Nam, một nhà ngoại giao tại Hà Nội cho biết. Và thưa quý vị, sau hơn 2 tháng nhậm chức Tổng Bí Thư, Ông Tô Lâm đã có một số động thái được cho là thách thức đối với Bắc Kinh, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông. Trong khi đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây. Thậm chí có nhận định cho rằng Tô Lâm không giấu giếm ý đồ chống Bắc Kinh. Theo một số đánh giá, Việt Nam có một sự tính toán chủ ý khi tập trung ưu tiên nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các quốc gia chủ chốt tham gia vào NATO châu Á trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, như Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Hàn Quốc đã cho thấy. Tuy nhiên vẫn có các nghi ngờ phải chăng thủ tướng chính tìm mọi cách tạo điều kiện và làm lợi cho Bắc Kinh. Theo giới quan sát, trên cương vị thủ tướng, ông Phạm Minh Chính vẫn miệt mài với chức trách của mình. Người ta ít thấy hay thậm chí không thấy ông chính có các biểu hiện can dự vào chuyện nội bộ của Đảng. Nhưng có suy đoán cho rằng đằng sau các chủ trương của chính phủ Việt Nam Dường như ông chính đang cố tình làm lợi cho Trung Quốc. Thí dụ như, trong khi các hãng công nghệ lớn của Hoa Kỳ có một chín số nghi ngại và không dám đầu tư vào Việt Nam, thì giới chức chính phủ và các công ty nhà nước vẫn mở cửa và chọn lựa công ty Trung Quốc nhận thầu trong việc lắp đặt 10 tuyến cáp quang dưới biển. Đây là một phần của chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký ngày 9 tháng 10. Trong khi đó, do lo ngại về vấn đề an ninh, giới chức Mỹ đã kêu gọi Việt Nam hết sức tránh các nhà thầu Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến dự án xây dựng mới các tuyến cáp quang dưới biển. Cụ thể, Hoa Kỳ đã thúc giục Việt Nam phải phải tránh xa công ty lắp đặt cáp HMN Technologies của Trung Quốc trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp mới dưới biển từ nay đến năm 2030. Cảnh báo này được đưa ra do lo ngại Bắc Kinh sẽ do thám và đánh cắp các dữ liệu trong đó có mối nguy tiềm tàng đối với an ninh, quốc phòng, cũng như khả năng phá hoại và hoạt động gián điệp. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Thủ tướng chính vẫn quyết định lựa chọn nhà thầu Hamen của Trung Quốc. Tương tự, trong dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, giới quan sát vẫn lo ngại bàn tay của Bắc Kinh trong dự án này, mặc dù đã có chủ trương không vay tiền bất cứ nước nào để thực hiện dự án. Có người đặt câu hỏi, tại sao dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lại nóng lên giữa lúc này? Tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chỉ bàn làm, không bàn lùi? Phải chăng do có sự thúc đẩy của Trung Nam Hải? Hơn nữa, mặc dù sự chuẩn bị cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chưa đầy đủ và chú đáo, đồng thời đã có sự phản đối và nghi ngờ của công luận, nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn yêu cầu Hội đồng Thẩm định Nhà nước phải hoàn thành thẩm định trước ngày 18 tháng 10, ngay trước khi khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Sự vội vã của thủ tướng chính có liên quan gì đến những thỏa thuận của chủ tịch Tập Cận Bình với lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 12/2023 hay không? Khi đó ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ mang đến công nghệ đường sắt cao cấp để giúp Việt Nam nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông cũng như phía Trung Quốc sẵn sàng cung cấp các khoản trợ cấp và cho vay. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam nằm trong đại dự án vành đai con đường của Trung Quốc với mục đích gây ảnh hưởng về chính trị và kinh tế, đồng thời là bẫy nợ rất nguy hiểm đối với các quốc gia vay vốn Trung Quốc. Theo một số ý kiến, ngoài Trung Quốc, Việt Nam sẽ khó tìm được một nhà đầu tư có khả năng vốn cũng như công nghệ làm đường sắt cao tốc, trong lúc Việt Nam hoàn toàn không đủ vốn và không có công nghệ. Do vậy, đối với dự án trị giá gần 70 tỷ EUR, Việt Nam buộc phải vay vốn Bắc Kinh là điều khó tránh khỏi. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và câu hỏi, tại sao đến nay Tổng bí thư Tô Lâm phải hy hục gỡ vang cờ Nguyễn Phú Trọng sắp sắp đặt từ trước như vậy? Đây là điều được cho là công cụ để cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng để loại đối thủ chính trị của mình, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng như đã thấy tại Đại hội 12 hay không. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung Tổng bí thư Tô Lâm ký quy chế mới về bầu cử trong đảng. Có gì đáng chú ý? Theo BBC, Tổng bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành quy chế bầu cử mới trong đảng, thay cho quyết định 240 Bun năm 2014, một di sản và công cụ củng cố quyền lực quan trọng của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đâu là điểm đáng chú ý? Vào ngày 10 tháng 10, 20, 20, 20 25, Trung ương Đảng đã ban hành quyết định 1.0 do Tổng bí thư Tô Lâm ký về quy chế bầu cử trong đảng. Văn bản này thay thế quyết định số 2-54 mà Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký vào ngày 9 tháng 6-2014. Thế thức bầu cử tại Đại hội 14, dự kiến diễn ra tháng 1-2026, sẽ căn cứ vào quyết định 190. Được cho là để bổ sung khắc phục những khiếm khuyết của quy định bầu cử cũ, nhất là đối với những chức vụ cao nhất trong đảng. Việc ban hành một quy chế mới sau gần 10 năm cho thấy Trung ương đảng đã quyết định sẽ sửa đổi một trong những di sản quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là điều đã được thông báo tại hội nghị Trung ương thứ 10 diễn ra từ 18 đến 20 tháng 9. Trung ương tán thành các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế bầu cử trong Đảng, thống nhất giao bộ chính trị chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh để kịp thời ban hành. Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành quy chế bầu cử mới trong Đảng thay cho quyết định 244, vốn là một di sản và công cụ củng cố quyền lực quan trọng của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đâu là điểm đáng chú ý? Vào năm 2014, quyết định 244 về việc ban hành quy chế bầu cử trong đảng đã được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký. Trong đó, nổi bật nhất là Điều 13, nay là Điều 11 trong quyết định 190. Cụ thể, điều này đã trao quyền tuyệt đối cho cấp ủy và bộ chính trị khi xét đến về việc ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Điều 13 của Quyết định 2.4 BOOM đã được áp dụng tại Đại hội 12 vào tháng 1 năm 2016 và được cho là công cụ để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng loại đối thủ chính trị của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại đại hội 12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được các đoàn đại biểu giới thiệu thêm nhưng phải rút lui do trước đó không nằm trong danh sách trung ương đề cử. Từ diễn biến trên, ông Dũng đã phải kết thúc sự nghiệp chính trị và điều này cho thấy tài thao lược của ông Trọng trên chính trường. Từ thời điểm đó, ông Trọng trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất Quy chế 190 mới ban hành vẫn giữ nguyên điều này. Nghĩa là nếu cá nhân không có tên trong danh sách đề cử của bộ chính trị thì không sẽ không được ứng cử và nhận đề cử. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp sẽ không thăng tiến thêm được nếu không nằm trong quy hoạch của bộ chính trị. Bộ chính trị hiện tại có 15 ủy viên. Các ủy viên bộ chính trị là những đại diện của một số nhóm gồm nhóm Hưng Yên, Na, nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh, nhóm miền Nam nhóm quân đội và nhóm công an. Các nhóm này đã có đại diện trong tứ trụ và thường trực ban bí thư. Theo đánh giá của các nhà quan sát, để làm thêm một nhiệm kỳ tổng bí thư, ông Tô Lâm phải giải quyết bài toán cân bằng quyền lực giữa các nhóm trong bộ chính trị và tìm kiếm tranh thủ sự ủng hộ để tạo được sự đồng thuận cho ông thành trường hợp đặc biệt trong nhiệm kỳ tới. Và quy chế mới này có điểm gì cần lưu ý? Quy định 190 b được áp dụng đối với việc bầu cử tại đại hội tri bộ, đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử ở hội nghị ban chấp hành, hội nghị ủy ban kiểm tra. Như vậy, về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của quy chế mới mang tính bao quát đầy đủ hơn khi gộp toàn bộ nội dung của Điều 8 của Quyết định Hive Momidum vào Điều 1, Quyết định 190. Điều 1 của quy chế mới và cũ đều có một câu khá quan trọng là Việc bầu cử ở Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng do Đại hội quyết định. Điều này có nghĩa là quyết định 190 không chi phối việc bầu bán ở kỳ Đại hội 14, trừ khi đa số đại biểu đồng ý vận dụng nó vào việc bầu cử ở Đại hội. Lý do Đại hội là cơ quan quyết định là vì nguyên tắc tập trung dân chủ và tập thể lãnh đạo. Theo mô hình kim tự tháp ngược, cơ quan nào đông nhất thì quyền lực nhất. Điều lệ của Đảng cũng nêu rõ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là đại hội đại biểu toàn quốc. Trong khi đó, Ban chấp hành Trung ương đóng vai trò là cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Do vậy, quyết định 199 đi là do Ban chấp hành Trung ương thông qua, nhưng không thể vượt quyền đại hội đại biểu, nên đại hội có toàn quyền quyết định có áp dụng quy chế này cho việc bầu cử tại đại hội hay không. Nếu áp đặt lên đại hội thì sẽ đi ngược lại với nguyên tắc tập trung dân chủ, trái với điều 2 của quy chế này. Tuy nhiên, đại biểu chính thức dự đại hội gồm các ủy viên Ban chấp hành Trung ương và đại biểu do đại hội cấp dưới bầu, tức đại diện cho các đảng viên ở đơn vị mình làm đại biểu. Nên với tâm lý phục tùng cấp trên, thì các đại biểu mặc nhiên áp dụng quy chế mà Ban chấp hành Trung ương banh hành là điều dễ hiểu. Điều này cho thấy, quyết định 190B là tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, nhưng việc thực hành còn tùy thuộc vào các đại biểu dự đại hội. Về ban thẩm tra tư cách đại biểu, quyết định 109 bi mới được ban hành về cơ bản đều giống với quyết định 24 biểu búm Một trong những khác biệt rõ nét là bổ sung một điều mới ở điều 7 về nhiệm vụ của ban thẩm tra tư cách đại biểu. Theo điều 11 điều lệ đảng, đại biểu dự đại hội phải được đại hội thẩm tra tư cách và biểu quyết công nhận. Trong quy chế cũ, ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội dù đây là điều hoàn toàn mới được bổ sung vào quy chế 190, nhưng nhiệm vụ của ban thẩm tra tư cách đại biểu này vốn đã được nêu tại mục 12 phím 2, quy định 24 năm 2021, quy định về thi hành điều lệ đảng. Việc bổ sung điều 7 vào quyết định 190 b cho thấy vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu được chú trọng và nhấn mạnh hơn vì việc thẩm tra này là một nội dung quan trọng của đại hội và được tiến hành ngay trong quá trình chuẩn bị đại hội. Tuy nhiên, quy chế mới không định rõ nếu ban kiểm tra tư cách đại biểu xảy ra sai sót thì sẽ xử lý như thế nào. Quy chế về bầu cử mới đặc biệt bổ sung thêm một điểm quan trọng là quy trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy khi thực hiện thủ tục đề cử. Cụ thể, người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia cấp ủy của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của đảng. Đây cũng là điểm được bổ sung thẳng vào quyết định 190. Nhưng việc quy trách nhiệm cho người đề cử nhằm thể hiện chặt chẽ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Ông Nguyễn Mạnh Hà, cựu viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhận định rằng các nhiệm kỳ đại hội trước đây có xuất hiện một số trường hợp như giới thiệu theo kiểu xuê xòa nề nang nhau dẫn đến chọn sai cán bộ do vậy hướng dẫn này nhằm nâng cao trách nhiệm của người giới thiệu theo ông lê như tiến cựu phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội rằng việc nêu trách nhiệm của người đề cử tại đại hội giống như thêm một cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng thỏa thuận đề cử chạy chức chạy quyền đồng thời tránh để lọt những người không đủ tiêu chuẩn được giới thiệu để tranh thủ phiếu bầu nếu trước đây trách nhiệm này chỉ nằm trong văn bản hướng dẫn của Ban Bí Thư về thực hiện quy chế bầu cử trong đảng, thì việc nó được đưa vô chính thức vào quy chế 190 cho thấy vấn đề trách nhiệm này ngày càng được chú trọng hơn. Tuy nhiên, quy định này cũng có một số điểm khác. Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội cũng được bổ sung, điều chỉnh. Theo đó, bổ sung thêm nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội, chuẩn bị số lượng, danh sách, và nhận sự đoàn chủ tịch chủ tịch đại hội đoàn thư ký thư ký đại hội ban thẩm tra tư cách đại biểu để trình đại hội xem xét biểu quyết thông qua bên cạnh đó quyết định 190 còn bổ sung thêm nhiệm vụ của đoàn chủ tịch chủ tịch đại hội và của trường ban kiểm phiếu nội dung về số dư và danh sách bầu cử và danh sách bầu cử nội dung về việc thảo luận biểu quyết lập danh sách đối với đại hội các vấn đề về phiếu bầu cử Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy. Cách tính kết quả bầu cử cũng có một số điều chỉnh. Tóm lại, những điều kể trên đã trao quyền cho Bộ Chính trị, nhưng thực chất là đảm bảo có lợi nhất cho ông Tô Lâm và phe cánh mà thôi. Một câu hỏi đặt ra, tại sao đến nay Tô Lâm phải hì hục gỡ ván bài Tô Lâm hì hục gỡ ván cờ Nguyễn Phú Trọng sắp đặt từ trước như vậy? Đây là điều được cho là công cụ để Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, loại đối thủ chính trị của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại đại hội 12 hay không? Sau khi ban bí thư đổi chủ, một số người cũng đã rời đi, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình đã sang chính phủ làm phó thủ tướng thường trực. Mới đây, ông Lương Cường, đại tướng quân đội, người được Nguyễn Phú Trọng đưa về ban bí thư cũng đã rời ban bí thư để sang ghế chủ tịch nước. Ngược lại, ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Lưu Quang được Tô Lâm mang về ban bí thư. Trong đó, ông Ngọc đã được kết nạp vào ban bí thư còn ông Quang thì đang đợi ông Tô Lâm sắp xếp. Như vậy, rõ ràng, khi ban bí thư đổi chủ, có hai dòng chảy nhân sự trái ngược nhau diễn ra. Người của ông Trọng lần lượt ra đi, còn người của ông Tô Lâm thì lũ lượt chuyển về. Tuy nhiên, vẫn còn đó những người của ông Trọng nằm lì, bám trụ tại ban bí thư. Đây chính là những nhân tố khiến ông Tô Lâm đau đầu trong vấn đề sắp xếp nhân sự cho căn nhà của ông đáng ngại nhất là ông trần cẩm tú và ông phan đình trạc ông tú vừa mới ngồi vào ghế thường trực ban bí thư do ông lương cường để lại và rất có thể ông tú sẽ kiêm nhiệm hai chức trong ban bí thư như bà trương thị mai trước đây đây lại là cơ hội lớn để ông trần cẩm tú củng cố quyền lực đáng lẽ khi ông tú nhận chức thường trực ban bí thư thì ông phải trả lại chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương tuy nhiên ông tú chưa nhà và có khả năng ôm cả hai ghế nếu ông tú có thể ôm hai ghế thì rất có thể hoặc ông đủ mạnh để ra giá với ông tô lâm hoặc quân của tô lâm quá mỏng không đủ nhân sự để thay thế những chỗ bị bỏ trống nhưng dù vì lý do gì thì vẫn có một điều rõ ràng đó là ông tô lâm chưa đủ mạnh để dọn đi những di sản mà ông trọng để lại nếu ông không cẩn thận thì ngay trong sân nhà của ông cũng có đầy quân địch đồn trú phan đình trạc và trần cầm tú là hai nhân vật tiềm ẩn nguy hiểm cho ông tô lâm cho đến nay Lực lượng Hưng Yên của ông vẫn chưa thể động đến hai nhân vật này. Về số lượng ủy viên bộ chính trị thì Nghệ An, Hà Tĩnh và Hưng Yên bằng nhau, nhưng số lượng ủy viên Trung ương Đảng thì Hưng Yên lép vế. Vì thế đến đại hội 14 rất có thể số ủy viên bộ chính trị của Nghệ An và Hà Tĩnh lại tăng lên để áp lực lên nhóm Hưng Yên. Không phải ông Tô Lâm không muốn gỡ ván cờ do ông trọng để lại. Có lẽ ông vẫn đang hì hục gỡ nhưng vẫn chưa thành công đặc biệt là việc làm cách nào để hạ phan đình trạc và trần cẩm tú hai nhân vật đầu đàn của nhóm nghệ tĩnh thật ra ông tô lâm đã cho bắt ông nguyễn văn yên cấp phó của ông phan đình trạc để khai thác và cũng đã tấn công vào công ty cây xanh công minh sân sau của ông trần cẩm tú vậy mà hai nhân vật này vẫn trụ vững tại ban bí thư thậm chí ông trần cẩm tú còn ngã giá được với ông tô lâm để nhảy vào ghế thường trực ban bí thư đầy quyền lực nhân sự do ông nguyễn phú trọng để lại thì khó bị đuổi đi trong khi nhân sự để thay thế trong tay ông tô lâm cũng chưa đủ nói chung tuy nhóm hưng yên đang mạnh nhất nhưng lực lượng vẫn còn quá mỏng chưa đủ để thiết lập nên sức mạnh vô đối thậm chí bài toán hưng yên hóa ban bí thư vẫn không hề dễ dàng chứ nói đến việc hưng yên hóa tứ trụ hay hưng yên hóa quân đội ông tô lâm đang vạch ra lộ trình để đưa ông nguyễn duy ngọc vào bộ chính trị đồng thời trở thành cấp phó cho ông trong ban bí thư. Tuy nhiên, mục tiêu này vẫn còn xa. Ban bí thư vẫn là đất diễn cho những con cờ mà ông Trọng để lại trong nhiều năm nữa. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin vin về tình hình chính trường và nội bộ của, của Đảng Cộng sản Việt Nam và câu hỏi Vì sao Lương Tam Quang thăm Đức để đưa nhàn IC về VN chỉ là đi chơi cho vui? Trong khi có nhiều đánh giá, thực chất chuyến đi đức của lương tam quang chỉ nhằm mục đích xoa dịu các đối thủ của tổng bí thư tô lâm khi thắc mắc vì sao không tích cực truy bắt nhàn ic hay vì muốn bao che cho phe cánh cụ thể là thủ tướng phạm minh chính tại sao lại nói như vậy chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung bà nhàn cựu chủ tịch ic đối mặt một bản án nữa vì hối lộ lãnh đạo bắc ninh Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có kế hoạch xét xử sơ thẩm vụ án Sở Y tế Bắc Ninh và công ty IC vi phạm quy định về đấu thầu từ ngày 29 đến 31 tháng 10. Một trong số 13 bị cáo là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch IC, sẽ bị xử vắng mặt về tội danh đưa hối lộ, vì bà vẫn đang lẩn trốn và bị nhà chức trách Việt Nam truy nã. Theo tuổi trẻ và dân trí, bà Nhàn, khi còn là cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, đã nhiều lần gặp trực tiếp ông Nguyễn Nhân Chiến, lúc ông còn giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh và đưa hối lộ cho ông tổng cộng 13 tỷ đồng để được nhận một số gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trong tỉnh. Tuổi trẻ và dân trí dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết việc đưa nhận hối lộ nêu trên diễn ra trong các năm từ 2014-2020. Như chúng tôi đã đưa tin, bà Nhàn được cho là đã bỏ trốn khỏi Việt Nam vào khoảng đầu năm 2022. Trong các năm sau đó, bà bị nhà chức trách Việt Nam truy tố vì có vai trò trong năm vụ án khác nhau. Trong đó, cá nhân bà, IAC và các bên liên quan bị cáo buộc đã vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa kéo dài 3 ngày cuối tháng 10 ở Bắc Ninh là lần thứ tư bà Nhàn bị xử vắng mặt về tội danh đưa hối lộ. Trong 3 phiên tòa trước đây, nữ doanh nhân này đã bị các tòa án tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù vì sai phạm của bà trong những dự án liên quan đến hai bệnh viện ở Đồng Nai, Quảng Ninh và một trung tâm công nghệ sinh học ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ra tòa với bà Nhàn và ông Chiến hiện nay là 11 bị cáo khác, bao gồm cả cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế, Sở Y tế Bắc Ninh, Trần Văn Tuyên, cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Nguyễn Hạnh Trung. Ba vị này đối diện với các bản án về tội nhận hối lộ dân trí và tuổi trẻ cho hay. Một cựu phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị tòa xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 7 người khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin từ nhà chức trách được báo chí trong nước dẫn lại cho thấy cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã nhận hối lộ từ bà Nhàn và AIC tổng cộng ít nhất 9,1 tỷ đồng. Đổi lại, AIC được trúng thầu. Các lãnh đạo và cán bộ tỉnh Bắc Ninh cũng nhận nhiều tỷ đồng tiền hối lộ từ một công ty khác có tên là Sông Hồng và trao cho công ty này một số gói thầu. Nó, no. bà Nhan, 55 tuổi, được cho là từng đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí từ nhiều quốc gia cho quân đội Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động bề nổi là điều hành IIC, làm dịch vụ xuất khẩu lao động và tham gia các dự án xây dựng trong nước, như đã đưa tin trước đây. Giới am hiểu chính trị Việt Nam cho rằng, bà có mối quan hệ mật thiết với một số quan chức cấp chính phủ. Đồng thời lưu ý đến việc bà là một nhân vật chủ chốt trong vụ án xảy ra ở Quảng Ninh. Cùng lúc ông Phạm Minh Chính là lãnh đạo tỉnh trước khi trở thành thủ tướng. Vì vậy, nếu bà bị bắt giữ, điều đó có thể làm thay đổi cục diện của nhóm tứ trụ, tức bốn vị lãnh đạo cao nhất của đất nước. Và thưa quý vị, trở lại vấn đề, vì sao Lương Tam Quang thăm Đức để đưa nhàn AIC về nước chỉ là đi chơi cho vui? Như đã đưa tin, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng phái đoàn cấp cao của Bộ Công an sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức kể từ ngày 28 tháng 10, hành hành 024, với mục đích đàm phán với nhà nước Đức để đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nhàn IEC, trở về Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ phóng viên truyền thông Đức, sáng 28 tháng 10, Bộ Nội vụ Đức đã xác nhận có cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Nguồn tin cho biết, ban đầu đây là một chuyến thăm cấp thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam tới Đức. Nhưng do sự vận động tốt từ ông Vũ Quang Minh, đại sứ Việt Nam tại Đức, nên chuyến thăm đã được nâng cấp lên cấp bộ trưởng. Vụ án công ty cổ phần tiến bộ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị, là người đang bị nhà nước Việt Nam truy nã. Bà Nhàn IC là một nữ doanh nhân, có mối quan hệ với nhiều giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, cũng như các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Đã từ lâu, khi còn sống, Tổng bí thư Trọng và Bộ Công an đã sử dụng vụ nhàn aic để tìm mọi cách để loại ông chính ra khỏi chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ. Trước hội nghị trung ương lần thứ bảy, khóa 13, năm tháng 2023, Tổng Trọng đã nhiều lần bóng gió với cử tri, trốn mãi cũng không thể trốn được đâu. Nhưng cho đến khi ông Trọng qua đời, thì tuyên bố của ông Trọng vẫn còn để đó. Theo giới thạo tin, ông Tô Lâm đang tìm mọi cách để loại Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang để độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng. Đây là các nhân vật lãnh đạo cấp cao được cho là có mối quan hệ về tiền bạc và tình cảm trên mức bình thường với bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguồn tin nội bộ tiết lộ cho thời báo biết, lâu nay, ông Tô Lâm đã cho tay chân trong Bộ Công an tiến hành lùng sụp để tìm ra các bằng chứng tham nhũng, nhằm chuốt phế Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng cho tới nay vẫn không thành công. Có thông tin cho biết, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã tính đến phương án liều lĩnh, dùng đặc vụ để tổ chức bắt cóc bà Nhàn từ Đức đưa về Việt Nam, giống như vụ Trịnh Xuân Thanh. Theo giới quan sát, kế hoạch bắt cóc bà Nhàn IIC để đưa về nước là việc đâm đầu vào chỗ chết, chắc chắn sẽ thất bại. Bà Nhàn IIC đang sống tị nạn chính trị ở Đức và được tổ chức bảo vệ rất chặt chẽ. Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức đã từ chối trả lời và nói Xin hãy thông cảm rằng chúng tôi không thể kể ra chi tiết hơn về nội dung của cuộc nói chuyện kín riêng giữa hai bên. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tại Berlin cho biết Chính phủ Liên bang Đức đã nói rõ với Chính phủ Việt Nam rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017 là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó không tôn trọng luật pháp Đức và trong mọi trường hợp không được phép xảy ra lần nữa. Bộ Ngoại giao Đức và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam tiếp tục trao đổi thường xuyên với Chính phủ Việt Nam về vấn đề này. Tuy nhiên, người phát ngôn đã không trả lời câu hỏi về việc liệu các nhà ngoại giao Đức sẽ vào nhà tù thăm Trịnh Xuân Thanh hay không. ThoiBao.DE đặt câu hỏi này là bởi vì một tù nhân Việt Nam chỉ có thể rời khỏi nước để sang nước Đức sau khi đã có chuyến thăm như vậy và trong thời gian đó sẽ làm giấy tờ xuất cảnh. Theo thông tin từ báo chí tại Việt Nam. Trong các cuộc hội đàm, hai bên nhất trí phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra, xác minh, truy bắt số đối tượng truy nã liên quan đến công dân hai nước. Và hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký kết hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, hiệp định dẫn độ tội phạm và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù. Như vậy, có thể nói, cho đến chừng nào hai nước chưa ký kết các hiệp định trên thì chưa có thể dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ Đức về Việt Nam. Ngoài ra, Trước đó cùng ngày 28 tháng 10 tại Berlin, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã đến thăm cơ quan tình báo Liên bang Đức và có cuộc hội đàm với giám đốc Bruno Karl nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Trong khuôn khổ của chuyến thăm Đức, chủ nhật ngày 27 tháng 10 tại Berlin, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn cũng đã gặp gỡ đại diện Liên hiệp Hội người Việt tại Đức, trong đó chủ tịch là ông Nguyễn Văn Hiền, chủ trợ Đồng Xuân Berlin. Sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về vấn đề, các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với câu hỏi, vì sao ý định đưa Nguyễn Duy Ngọc vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương không dễ như Tổng bí thư Tô Lâm tưởng? Nhất là, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực trong Đảng đang ở hồi quyết liệt, khi quyền lực của ông Tô Lâm đang trên đà suy yếu. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung. Đánh giá về những đánh giá về tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí Thư Tô Lâm dưới góc nhìn của Facebooker Dương Quốc Chính. Trong status có tựa đề Chém Gió, Facebooker Dương Quốc Chính đã đưa ra nhận xét hôm trước trong buổi thảo luận ở tổ bên thềm quốc hội, chắc là tổ hưng yên của Tổng Bí Thư Tô Lâm, ông có phát biểu rất dài, cỡ 45 phút về đủ các vấn đề trong nước và quốc tế. Nếu anh em chú ý lắng nghe, search bản full không che trên YouTube thì sẽ thấy được nhiều vấn đề về tầm nhìn của Tổng Bí Thư. Vì ông nói khá dài và lan man không rõ trọng tâm, nên mình cũng chỉ có thể bình luận lan man không có trọng tâm về vài nội dung đáng chú ý. Nói chung, như các Tổng Bí Thư trước, ông đề cao thành tựu của Việt Nam ta, tạm gọi là thủ. À mà thôi, không suy diễn bậy bạ nhé. Cũng tạm hiểu là giống cố Tổng Bí Thư nói đại ý, Việt Nam đã bao giờ được như thế này chưa? Đấy là ý tổng thể, nói chung là ngạo nghệ cộng sản. Nhưng đáng lưu ý nhất là Tổng Bí Thư tự hào nhất về năng lực xuất khẩu gạo, tức là thứ rất low-tech và giá trị thẳng dư rất thấp, lấy công làm lãi và phụ thuộc ông trời rất nhiều. Ý là giờ ta tức Việt Nam không lo đói, gạo nhiều rồi, dự trữ cả năm không lo chết đói. Hay nữa là Tổng Bí Thư bảo có đông Timor còn xin nông dân ta sang bền dạy họ mần ruộng. Vụ này bất ngờ nha, nông dân miền Tây có thể xuất khẩu lao động qua bền làm chuyên gia. Sang cả mấy nước châu Phi nữa tóm lại tự hào có mần ruộng giỏi có số má trên thế giới nhưng theo mình thì làm nail còn có giá trị gia tăng lợi nhuận cao hơn nhiều vì là làm dịch vụ rồi chứ làm nông kiểu việt nam vẫn thiên về quay tay xuất khẩu gạo rõ lắm mà nông dân miền tây vẫn nghèo đói lạc hậu thì có gì đáng tự hào đâu bao giờ nông dân miền tây được như công tử bạc liêu thì mới tự hào được bây giờ thế mạnh của miền tây để xóa đói giảm nghèo vẫn là xuất khẩu vợ qua đài loan hàn quốc còn thị trường nội địa thì đặc sản miền tây là gái dịch vụ massage karaoke có số má thương hiệu hơn cả bưởi năm roi chứ thực tế không có nông dân miền tây giàu có nhờ mần ruộng bán lúa đâu đáng chú ý thứ hai là tổng bí thư có vẻ coi thường bạn cuba phết ý là họ giờ đói quá nông nghiệp kém phát triển mà có mỗi chục triệu dân tại sao đói thì tổng bí thư không nói nhưng chê bạn thế là tổng bí thư mạnh dạn hơn hẳn các chủ tịch nước trước toàn khen bạn dù bạn canh giữ hòa bình thế giới với mình trong khi bạn còn chưa đủ ăn. Đúng là suối dại bạn. Thế nên mình đánh giá cao Tổng Bí Thư Tô Lâm về tính thực tế trong phát ngôn hơn các vị tiền bối. Chẳng qua mới nói một nửa thôi. Tổng Bí Thư còn bảo đại ý là nước bạn mất điện khổ quá, để Việt Nam sang giúp điện mặt trời, Cuba thì quá nhiều mặt trời, có điện phút mốt. Nhưng mà EVN đang lỗ to, không biết sang giúp bạn có lỗ nữa không? Và điện mặt trời Việt Nam Hình như còn chưa cho họa mạng ý Theo Facebooker Dương Quốc Chính Nhưng điều mà đồng bào quan tâm nhất là giải pháp Thì Tổng Bí Thư không nói Tức là cơ bản nói giống bọn mình chém gió ở quán bia Anh em chém cái lọ cái chai bất cập còn chi tiết hơn Tổng Bí Thư Nhưng có một thằng dở hơi thối mồm nó chất vấn Tóm lại giải pháp thế nào là cả lũ sững sờ 1, 2, 3 do Không phải việc của tao Vì tao có phải Tổng Bí Thư đâu Facebooker Dương Quốc Chính Hy vọng lần sau tổng bí thư sẽ nói về giải pháp, đại ý là việc này tôi thấy cần phải xử lý sớm, triệt để, trong năm nay sẽ giải quyết xong. Việc kia sẽ có giải pháp thế này, không thể để tồn tại lâu như vậy. Tổng bí thư khác với cần lao chỉ ở chỗ có quyền nêu giải pháp thế thôi. Tất cả con ở phía trước, đất nước chọn niềm tin. Anh em Hưng Yên hay nói ngọng đúng không? Và thưa quý vị, Câu chuyện bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý vừa được chuyển ra Hà Nội làm Phó Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều đánh giá khác nhau. Người nói đó là sự khỏi đầu đầu để bước chân vào Bộ Chính trị cũng nhiều ý kiến thấy rằng từ trước đến nay những lãnh đạo tỉnh bị chuyển vào vị trí này đều không có tương lai tốt đẹp. Và Thái Thanh Quý là một lãnh đạo có máu mặt ở Nghệ An với thời gian dài nắm giữ những vị trí chủ chốt tại tỉnh này từ tránh văn phòng tới bí thư tỉnh ủy có thể là chiêu dụ rắn ra khỏi hang của Tổng Bí Thư Tô Lâm. Tại sao lại nói như vậy? Suốt từ 2016 tới nay, ông Quý tiến thân thần tốc từ trưởng ban dận tỉnh ủy lên chủ tịch ủy ban tỉnh, rồi bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa 15 tỉnh Nghệ An. Ông Quý còn là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Thái Thanh Quý là lãnh đạo một tỉnh nghèo, thường xuyên phải xin gạo cứu đói như Nghệ An, mà được đưa lên làm phó ban kinh tế trung ương thì có thể thấy rõ một tương lai u ám cho nền kinh tế Việt Nam. Nhưng đó là nếu ông Quý có thực quyền. Còn trên thực tế, ghế phó ban kinh tế trung ương lại không có quyền lực, mà thực chất lại là chức vụ dành để lưu đày những viên quan có sai phạm sắp bị kỷ luật. Nói cho chính xác, đây là chiêu dụ rắn ra khỏi hang mà Bộ Chính trị thường dùng từ thời ông Trọng. Bây giờ Tô Lâm chỉ kế thừa và phát huy. Ví dụ trường hợp ông Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh Hà Giang, suốt gần 9 năm, 2010 tới 2019. Cha của ông Vinh là ông Triệu Đức Thanh, từng là chủ tịch tỉnh Hà Giang. Cha truyền con nối, gia tộc họ Triệu được coi như lãnh chúa ở Hà Giang, khi cho cả dòng họ vào nắm các vị trí chủ chốt trong tỉnh. Năm 2018, gia đình họ Triệu bị phát hiện chạy điểm cho con ruột ông Vinh và hai cháu họ. Sau vụ này, ông Vinh bị điều đi làm phó ban kinh tế trung ương vào tháng 7 năm 2019 tới tháng giêng năm 2020 thì bị kỷ luật do liên quan tới a e, gian lận trong thi cử. Hoặc vụ ông Nguyễn Thành Phong chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh gần 6 năm 2015 tới 2021. Ông này là cánh tay đắc lực của ông Lê Thanh Hải, một lãnh chúa ở thành hồ. Tháng 8 năm 2021, ông Phong bị buộc phải bỏ chức chủ tịch thành hồ để chuyển ra Hà Nội ngồi ghế phó ban kinh tế trung ương. Cứ ngỡ ra trung ương là lên chức nhưng thực ra là chờ bị xử. Tháng 7 năm 2022, Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật Nguyễn Thành Phong vì có những vi phạm nghiêm trọng, khó khắc phục trong thời gian làm Chủ tịch Thành Hồ. Vậy tương lai nào cho Thái Thanh Quý? Nhìn vào những tấm gương đi trước, bây giờ, ông Thái Thanh Quý có lệnh triệu tập về Hà Nội thì nguy cơ là lành ít giữ nhiều. Trong thời gian ông Quý làm lãnh đạo tại Nghệ An, có rất nhiều hồ sơ được bổ nhiệm thần tốc hoặc các dự án mua bán cấp khống giấy phép cho nhưng công ty không đủ điều kiện có thể khai thác các mỏ cát, mỏ khoáng sản ở Nghệ An. Ngoài ra, có thông tin ông Quý nhận hối lộ của Nguyễn Văn Hậu, Hậu Pháo và Nguyễn Duy Hưng trong các dự án ở Nghệ An có liên quan đến hai tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An. Hồi đầu năm, ông Quý và ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch tỉnh Nghệ An, bị Bộ Công an mời ra làm việc nhiều lần. Nguồn cơn là do hậu pháo, khai biếu cho hai ông Quý và Trung, mỗi người một triệu đô la, do liên quan đến các dự án của tập đoàn Phúc Sơn tại Nghệ An. Trong đó có dự án khu đô thị Hưng Hòa 1 và 2 tại thành phố Vinh với tổng quy mô hơn 200 ha. Còn ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn Thuận An, khai biếu cho quý 700.000 USD, chung 500.000 USD. Vụ việc liên quan đến các dự án cầu cửa hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò, Nghệ An, gói thầu 14, nâng cấp quốc lộ 15A đi qua tỉnh Nghệ An do tập đoàn Thuận An thi công. Là bí thư Nghệ An, ông Quý cũng có quan hệ đồng hương mật thiết với phe Nghệ An Hà Tĩnh trong bộ chính trị của ông Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú. Hiện nay Vương Đình Huệ đã bị phế chuất, các tay chân của ông Huệ như Đinh Tiến Dũng, bí thư Hà Nội cũng đã phải về vườn. Mới đây nhất là Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, cấp dưới trực tiếp của ông Huệ, cũng bị buộc phải từ chức. Còn hai ông Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú, cho dù không bị phê chuất thì cũng chỉ làm được thêm khoảng một năm rưỡi nữa là hết nhiệm kỳ. Không còn là đối trọng lớn có thể ảnh hưởng tới phe Tô Lâm, nhưng ông Quý còn khá trẻ, 48 tuổi. Đường quan lộ còn rất rộng, nên phe Tô Lâm phải có biện pháp gian đe, chứ không thể để tới ngày đủ lông đủ cánh. Dĩ nhiên, ông Quý vẫn có thể tìm cách hạ cánh an toàn nếu trung chi đúng đường, hoặc cam kết ngả hẳn theo phe Tô Lâm. Là phó ban kinh tế trung ương, ông Quý sẽ nằm ngay dưới trướng Trần Lưu Quang, trưởng ban, thân tín của Tô Lâm. Cho nên nếu biết điều thì có thể ông Quý vẫn được giữ lại, mua vui cũng được một vài trống canh. Và thưa quý vị, trở lại vấn đề vì sao ý định đưa Nguyễn Duy Ngọc vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương không dễ như Tổng Bí thư Tô Lâm tưởng. Trong kế hoạch thâu tóm quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ những ngày đầu, ông Tô Lâm đã có những biểu hiện gây bè, kéo cánh việc ông tô lâm đã và đang sử dụng các nhân vật thân tín là đồng hương hưng yên hay những người có mối quan hệ thân quen chặt chẽ với gia đình để cơ cấu nhân sự lãnh đạo cấp cao trong bộ máy đảng nhà nước cũng như trong bộ công an với mục đích để tạo dựng và hình thành một phe cánh mới trong đảng đó là phe hưng yên đây là điều ai cũng thấy theo giới quan sát đây là điều nằm trong kế hoạch hưng yên hóa bộ máy lãnh đạo của đảng chỉ trong một thời gian rất ngắn trong vòng chưa đầy nửa năm ông tô lâm đã đưa thứ trưởng lương tam quang ủy viên trung ương đảng chưa chọn một nhiệm kỳ nhảy tót lên ghế bộ trưởng bộ công an để sau đó lập tức đưa vào bộ chính trị tương tự trong cùng một thời gian ngắn thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc nhanh chóng được cơ cấu vào ghế tránh văn phòng trung ương rồi trở thành thành viên ban bí thư khi chưa là ủy viên bộ chính trị điều đáng nói tất cả đều được vận dụng với cái gọi là trường hợp đặc biệt hay trường hợp ngoại lệ. Đây là một trong những lý do sẽ khiến cho nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng ngày càng mâu thuẫn và chia rẽ sâu sắc hơn. Nguồn tin nội bộ của thời báo cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đang nỗ lực tìm mọi cách để đưa Tránh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế vào ghế chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương thay cho ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư. Đây là một sự tính toán rất quan trọng, vì một khi Bộ trưởng Bộ Công an chuyển hồ sơ các vụ đại án cho chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét và đề xuất hướng xử lý cho Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật. Điều đó có nghĩa là kẻ tung và người hứng đều là đàn em của Tổng bí thư Tô Lâm. Khi đó, các đối thủ của ông Tô Lâm trong ban lãnh đạo đảng sẽ bị biến thành cùi để tống vào lò và loại bỏ khỏi chính trường hết sức dễ dàng. Một khi ông Tô Lâm thành công trong việc đưa Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế vào ghế chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương thì quyền lực của tổng bí thư tô lâm sẽ trở nên vô đối hơn tuy nhiên cán cân quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản việt nam hiện nay đang có những diễn biến đảo chiều và có dấu hiệu báo hiệu sẽ trở nên quyết liệt hơn sau khi ông tô lâm phải chấp nhận chuyển giao chức vụ chủ tịch nước cho đại tướng lương cường việc ông trần cẩm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương một đối thủ của ông tô lâm được bổ nhiệm chức vụ thường trực ban bí thư đây là điều được đánh giá rất bất lợi cho Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh. Thường trực ban bí thư là một vị trí quan trọng trong trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và những người nắm giữ vị trí này có cơ hội vươn lên trong bộ máy tứ trụ rất dễ dàng. Như các ông Trương Tấn Sang, Võ Văn Thường và Lương Cường, sau thời gian làm thường trực ban bí thư đã trở chủ tịch nước. Việc ông Trần Cẩm Tú chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương là người Hà Tĩnh được chọn làm thường trực ban bí thư nằm trong nỗ lực duy trì cân bằng quyền lực trong bộ chính trị và bộ máy tứ trụ đối với vấn đề vùng miền. Việc trước đây ông Tô Lâm đã cài Vũ Hồng Văn, một nhân vật thân tín, nằm phục sẵn trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là điều hơn ai hết ông Tú hiểu rất rõ. Cho nên tính toán của ông Tô Lâm tìm cách đưa đàn em Hưng Yên, Nguyễn Duy Ngọc vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ trở nên khó khăn gấp bội các phe phái chống ông tô lâm trong đảng đã thắt chặt sự liên kết thông qua sự dẫn dắt của các ban đảng những tin tức bất lợi của phe công an đã bị ban tuyên giáo thổi bùng lên mục đích nhằm hạ uy tín của ông tô lâm cũng như phe công an và chắc chắn tân chủ tịch nước lương cường sẽ không thể bỏ qua đừng quên hai phe hà tĩnh và nghệ an là những thế lực thanh thế rất mạnh dưới thời cố tổng bí thư trọng nếu nhắc đến phe thân bắc kinh trong đảng không thể không nhắc tới hai phe cánh chính trị này và chủ tịch nước Lương Cường. Trong khi ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đã công khai việc không hài lòng với Tổng bí thư Tô Lâm. Vì thế, việc tìm cách đưa Nguyễn Duy Ngọc vào ghế chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ không dễ như ông Tô Lâm tưởng. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, có các đánh giá nhận định cho rằng quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm và phe cánh đang suy yếu nhanh chóng điều gì sẽ sắp xảy ra tại sao lại nói như vậy theo giới quan sát việc ông tô lâm và phe cánh đã mau chóng suy giảm quyền lực đáng kể là điều có thật mới nhất việc tổng thư ký tránh văn phòng quốc hội bùi văn cường một đệ tử thân cận của vương đình huệ từng dính líu đến tham nhũng trong các dự án với tập đoàn thuận an thời làm bí thư đắk lắc nhưng tổng bí thư tô lâm chỉ xử lý ở mức cho nghỉ hưu sớm vẫn để giữ nguyên các quyền lợi là một minh chứng. Chưa hết, Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương. Trong lúc nguồn tin nội bộ của thời báo tiết lộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Trung sắp tới sẽ lên thay chức Bí thư Nghệ An. Những điều kể trên đã cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những bước xuống thang đáng kể đối với phe Nghệ An. Chúng tôi xin bắt đầu bằng bản tin Điều động Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý làm phó ban kinh tế trung ương. Bộ Chính trị Việt Nam quyết định điều động bổ nhiệm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý giữ chức phó trưởng trưởng ban kinh tế trung ương. Nguyên phó thủ tướng Trần Lưu Quang, người cũng vừa nhận quyết định điều động về làm trưởng ban kinh tế trung ương hồi tháng 8/2020. Phát biểu tại lễ trao quyết định cho ông Quý, Quý rằng: Sự có mặt của ông Thái Thanh Quý trong tập thể lãnh đạo sẽ làm gia tăng sức mạnh của ban kinh tế trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Truyền thông nhà nước loan trong ngày 26 tháng 10, phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ mới, ông Thái Thanh Quý khẳng định sẽ dành tâm trí, sức lực tiếp cận nhanh với công việc được phân công, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao. Ông Thái Thanh Quý sinh năm 1976, quê yên thành Nghệ An. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, dự khuyết 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Quý có thời gian dài công tác tại tỉnh Nghệ An, kinh qua nhiều chức vụ như trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Nghệ An. Ban kinh tế Trung ương được nói là chỗ cho các quan chức chuẩn bị nhận kỷ luật. Đương cử một vài trường hợp gần đây nhất như cựu trưởng ban Trần Tuấn Anh và cựu phó ban Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định điều động về làm phó trưởng ban Kinh tế Trung ương vào 20 tháng 8, 2021. Đến 8 tháng 7, 2022, ông Phong đã bị Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật cảnh cáo do sai phạm từ thời ông làm phó bí thư thành ủy, cựu chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Cựu Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh là trưởng ban khoảng 3 năm từ tháng 2, 2021 đến tháng 1 2024. Ông này bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật vì những sai phạm từ thời ông là Bộ trưởng. Tuy nhiên xin nhắc lại, Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương. Trong lúc nguồn tin nội bộ tiết lộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Trung sắp tới sẽ lên thay chức Bí thư Nghệ An. Những điều kể trên phải chưng đã cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những bước xuống thang đáng kể đối với phe Nghệ An. Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương. Trong lúc nguồn tin nội bộ của thời báo tiết lộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Trung sắp tới sẽ lên thay chức Bí thư Nghệ An. Trên mạng xã hội đang loan truyền các thông tin không mấy hay ho về ông Thái Thanh Quý, theo đó từ tội phạm Thái Thanh Quý trở thành Phó Ban Kinh tế Trung ương. Người dân trong nước, nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đều căm phận khi nghe tin Thái Thanh Quý Nguyên Bí Thư tỉnh Nghệ An ngày 26 tháng 11 được điều động ra làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Bí Thư Quý nhưng dân xứ nghệ hay gọi với cái tên thân thương là Quỳ vì con người không đi bằng trí tuệ mà bằng luồn cúi và dùng tiền bạc mua danh, bán chức. Sau khi cán bộ trong tỉnh tẩy chay và không tuân phục Thái Thanh Quý liền tìm đường thoát thân. Ngày 10 tháng 11, Thái Thanh Quý cùng Nguyễn Xuân Đường đi xe riêng ra Hà Nội gặp Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm nhờ chạy án và công việc. Tại nhà riêng khu biệt thự Vinom's đường Hoa Sữa Long Biên, Thái Thanh Quý trình giấy chứng nhận bệnh án tâm thần của Nguyễn Xuân Đường. Cần nói rõ Nguyễn Xuân Đường sinh năm 1958, nguyên chủ tịch tỉnh Nghệ An. Đường xuất thân là nhà giáo tại huyện Hưng Nguyên, được thầy cô và học trò quen gọi. Thầy Đường, đếm. Đường được Nguyễn Thế Trâm, đại diện pháp luật của Tổng Công ty Hợp tác Việt Lào dẫn ra Hà Nội gặp nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xin cho lên chức Chủ tịch tỉnh Nghệ An. Lúc đó đường đưa cho Trâm 20 tỷ, nhưng Trâm đưa cho Sinh Hùng có 5 tỷ. Trâm nổi danh trùm lừa đảo. Khi lên chức Chủ tịch tỉnh Đường, tìm mọi cách vơ vét, cướp bóc tài sản của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Nghệ An. Các dự án to hay nhỏ, vợ chồng Đường và Đàm đều xí phần. Em trai Đường tên Nguyễn Xuân Đông làm công an giao thông hiện nay ra khỏi ngành, đứng tên cho đường 5 Villa tại khu sân golf thị xã Cửa Lò, 10 kiosk cho thuê tại chợ Vinh, 3 khách hai sao tại cửa hội, hai biệt thự tại Hoa Kỳ do con trai út đứng tên. Nguyễn Xuân Đường, đếm, hiện nay đang trong diện chờ khởi tố bắt giam vì liên quan đến nhận hối lộ 7 triệu đô la Mỹ của vợ chồng Đình Khang. Tuy nhiên, đến giờ phút này, đường vẫn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, trong khi 28 phân 9 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án phạt 20 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Thu, giám đốc công ty Minh Khang, và 30 năm tù đối với ông Nguyễn Đình Khang, trưởng ban quản lý dự án khu đô thị Minh Khang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc Nguyễn Xuân Đường thoát tội với bệnh án tâm thần trong tay, phải chăng đây là kịch bản vụng về do Nguyễn Ngọc Lâm tham mưu hướng dẫn? Quay lại việc Thái Thanh Quý về Phó Ban Kinh tế Trung ương, bất chấp năng lực yếu kém, không có kiến thức căn bản về kinh tế hay quản lý nhà nước, nhưng Quý dựa vào Nguyễn Ngọc Lâm để tiến thân, cũng như dùng 6 triệu đô la Mỹ mua suất quy hoạch vào Bộ Chính trị. Rồi một ngày đẹp trời, Thái Thanh Quý tiến thân làm lãnh đạo, thì đất nước này sẽ đi về đâu? Người dân Việt Nam hy vọng gì? Nơi miệng quan trôn trẻ, lật lọng. D. Bất tài vô dụng điển hình như Thái Thanh Quý, Nguyễn Ngọc Lâm. Trở lại vấn đề, có các đánh giá nhận định cho rằng quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm và phe cánh đang suy yếu nhanh chóng. Điều gì sẽ sắp xảy ra? Ngày 26 tháng 10, Hai mươi Hai Bu phát biểu ý kiến tại thảo luận ở tổ trong kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tổng bí thư Tô Lâm đã bày tỏ sự sốt ruột vì nhìn ra thế giới, thấy họ phát triển rất nhanh. Ông Tô Lâm đã dẫn chứng Ireland thập niên 1980 còn khá nghèo, nhưng hiện nay họ là quốc gia thịnh vượng hàng đầu thế giới. Điều vừa kể phần nào cũng hé lộ mục đích chuyến thăm các nước trong tháng 9 tháng 2, 2024 của Tổng bí thư Tô Lâm. Đến thăm Mông Cổ để so sánh với Cuba để rút ra bài học về thể chế chính trị. Đến thăm Ireland để tìm hiểu lý do vì sao từ một nước nghèo. Ireland chỉ trong vòng 40 năm thu nhập bình quân đầu người hàng thứ hai trên thế giới. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cảm kích về sự sốt ruột của Tổng bí thư Tô Lâm và thấy rằng lần đầu tiên mới thấy một lãnh đạo việt nam lo lắng vì sự phát triển của đất nước trái với sự lạc quan tếu của cố tổng bí thư nguyễn phú trọng khi khẳng định đất nước chưa bao giờ có cơ đồ như hôm nay không ít người đã hy vọng vào công cuộc cải cách để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và tin rằng ông tô lâm sẽ là người tạo ra bước ngoặt lịch sử tuy nhiên những suy nghĩ vừa kể là hoàn toàn không có căn cứ vì cán cân quyền lực ở chính trường đến nay đã có những thay đổi cơ bản việc ông lương cường ngồi ghế chủ tịch nước đã cho thấy sự suy giảm quyền lực của ông tô lâm đồng thời đã chấm dứt những nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối của ông tô lâm khi muốn nhất thể hóa hai chức tổng bí thư kiêm chủ tịch nước trong nhiều tháng qua theo giới quan sát dưới chiêu bài lấy lại sự cân bằng quyền lực trong đảng các phe phái chống tô lâm đã thành công trong nỗ lực chặn đứng tham vọng của tổng bí thư tô lâm khi ông tô lâm lâu nay vẫn bộc lộ với mong muốn trở thành một nhân vật có quyền lực tuyệt đối giống như tập cận bình ở trung quốc hay putin ở liên bang nga để mở ra thời kỳ mới với sự cải cách trên nhiều lĩnh vực việc ông lương cường trở thành tân chủ tịch nước đây còn là kết quả của việc hai phe công an và quân đội tranh giành quyền lực đã ngã ngũ không chỉ như vậy việc chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú một đối thủ của ông tô lâm trước đây nay trở thành thường trực ban bí thư cũng báo hiệu nhiều điều không tốt đẹp đối với ông Tô Lâm. Điều đó đã cho thấy sự sốt ruột của Tổng Bí Thư Tô Lâm thực ra chỉ là một sự than thở về sự bất lực của ông ta. Khi không nắm được quyền lực tuyệt đối trong đảng, thì ông Tô Lâm có lẽ cũng phải chấp nhận bó tay. Phe nghệ tĩnh và các tướng lĩnh chính trị trong quân đội, vốn là các hậu duệ của Tổng Trọng, lâu nay vẫn mang danh là thân Trung Quốc. Đến nay, Bắc Kinh đã công khai ra mặt ủng hộ Lương Cường và không hài lòng với Tô Lâm việc ông tô lâm và phe cánh đã mau chóng suy giảm quyền lực đáng kể là điều có thật mới nhất việc tổng thư ký tránh văn phòng quốc hội bùi văn cường một đệ tử thân cận của vương đình huệ từng dính líu đến tham nhũng trong các dự án với tập đoàn thuận an thời làm bí thư đắk lắc nhưng tổng bí thư tô lâm chỉ xử lý ở mức cho nghỉ hưu sớm vẫn để giữ nguyên các quyền lợi là một minh chứng chưa hết bí thư nghệ an thái thanh quý được bộ chính trị điều động giữ chức phó ban kinh tế trung ương. Trong lúc nguồn tin nội bộ của thời báo tiết lộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Đức Trung sắp tới sẽ lên thay chức bí thư Nghệ An. Những điều kể trên đã cho thấy, tổng bí thư Tô Lâm đã có những bước xuống thang đáng kể đối với phe Nghệ An. Những tuyên bố cải cách của tổng bí thư Tô Lâm là điều đã khiến cho Bắc Kinh không hài lòng và rất lo ngại. Việc làm cho Tổng Bí Thư Tô Lâm và phe cánh giảm sút quyền lực chỉ là bước đầu. Nếu ông Tô Lâm không có những bước đi táo bạo và triệt để hơn thì khả năng Chủ tịch Lương Cường trở thành Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn trong gang tấc. Nhất là với sự yểm trợ tối đa và công khai từ Bắc Kinh. Và thưa quý vị, những điều vừa kể có liên quan gì đến câu hỏi? Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước trong khu vực cũng như ảnh hưởng đến việc thu hút nguồn vốn đầu tư ngoại quốc có chọn lọc chất lượng cao như thế nào theo giới phân tích nền kinh tế thị trường danh hiệu mà việt nam đã dày công vun đắp ra sức thuyết phục hoa kỳ công nhận suốt bao năm qua vẫn còn là câu chuyện giang dở treo lơ lửng giữa dòng thời cuộc số phận của nó phần nào phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử tổng thống mỹ sắp tới việt nam đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do làn sóng thông tin tiêu cực về đầu tư trực tiếp nước ngoài Bộ kế hoạch và đầu tư đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ chảy máu vốn đầu tư, thẳng thắn nhận định rằng chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam đã lập lờ nước đôi, không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế. Chính quyền Việt Nam cũng đang phải đau đầu vì rào cản từ thuế tối thiểu toàn cầu, một rào cản mới trên con đường thu hút đầu tư. Chính sách này ra đời nhằm siết chặt vòng kim cô, ngăn chặn các tập đoàn đa quốc gia lách luật chuyển lợi nhuận đến các quốc gia có mức thuế thấp. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, nhiều tập đoàn đã quyết định rứt áo ra đi khỏi Việt Nam bởi Hà Nội chưa có những chính sách hỗ trợ kịp thời từ ngân sách nhà nước. Tình trạng dậm chân tại chỗ cho thấy rõ sự ngần ngại, thiếu quyết đoán trong việc hoạch định chính sách của giới quan chức Việt Nam trong bầu không khí đốt lò ngột ngạt. Trong bối cảnh lò vẫn đang nóng bỏng, không ai muốn trở thành vật tế thần hứng chịu hậu quả từ những quyết định nhạy cảm có thể động chạm đến lợi ích của các phe phái trong cuộc chiến quyền lực. Nhất là khi Tổng Bí thư Tô Lâm đương nhiệm nổi tiếng với bàn tay sắt và không ngại sử dụng luật rừng để trừng trị những kẻ chống đối. Việt Nam không ngừng vận động thuyết phục chính quyền Hoa Kỳ công nhận nền kinh tế thị trường, việc vẫn bị gắn mác nền kinh tế phi thị trường không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ song phương mà còn khiến Hà Nội lo ngại nhất là khi Mỹ đang xem Việt Nam như một đối trọng chiến lược với Trung Quốc. Chính vì thế, Washington không thể tùy tiện áp đặt chính sách mà phải xem xét đến các kiến nghị của các hiệp hội này để bảo đảm cân bằng lợi ích và duy trì sự ủng hộ chính trị trong khuôn khổ dân chủ. Điều này khác hẳn với cách đang điều hành nền kinh tế theo hướng chỉ đạo của phong cách định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trong chuỗi hoạt động tại New York trong chuyến đi Mỹ cuối tháng 9, Ông Tô Lâm kêu gọi các ông lớn công nghệ như Apple, Meta và các công ty tài chính khác ủng hộ Hà Nội trong nỗ lực gỡ mác này, đồng thời thúc đẩy hợp tác về chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Nhưng Google bất ngờ quay lưng, tuyên bố đầu tư tổng cộng 3 tỷ vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng trung tâm dữ liệu thay vì chọn Việt Nam. Sự quay lưng đột ngột của Google phơi bày rõ nét thiệt hại to lớn mà Việt Nam phải gánh chịu. Để dễ hình dung, con số việc làm mà Google tạo ra tại Malaysia tương đương với số lượng nhân viên mà tập đoàn bất động sản thân cộng sản hàng đầu Việt Nam là Vingroup của tỷ phú đầy tài tiếng Phạm Nhật Vượng tạo ra. Trong khi nguồn nhân lực này đa số là kỹ sư công nghệ thông tin chất lượng cao và có mức thu nhập cao hơn nhiều của Vingroup. Việc Việt Nam chưa có những giải pháp đồng hành kịp thời cùng doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quyết định mở rộng hoặc duy trì đầu tư của các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại việt nam kéo theo sự sụt giảm trong việc thu hút các công ty vệ tinh đồng thời làm giảm nhiệt động lực đầu tư của các nhà đầu tư mới đang có kế hoạch rót vốn vào việt nam hậu quả nhãn tiền là quy mô sản xuất có thể bị thu hẹp nhu cầu lao động giảm sút nếu việt nam không nhanh chóng điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư và cơ chế thực hiện cho phù hợp thì việc áp dụng chính sách thuế xuất tối thiểu toàn cầu sẽ triệt tiêu hiệu quả của chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, khiến Việt Nam không còn là miền đất hứa để giữ chân hoặc thu hút thêm vốn đầu tư mới từ các tập đoàn đa quốc gia. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về việc chiều 21 tháng 10, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Việc ông Lương Cường trở thành chủ tịch nước đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông. Nếu ông không được vào tứ trụ để có suất đặc biệt tại Đại hội 14 diễn ra vào tháng Giêng 2026, thì ông sẽ phải về hưu. Với việc được bầu làm chủ tịch nước, ông có cơ hội tiếp tục sự nghiệp chính trị ở nhiệm kỳ kế tiếp 2026-2031. Thực ra, ghế chủ tịch nước của ông Lương Cường đã được đảng quyết định từ trước tại sao lại nói tân chủ tịch nước lương cường với một nhiệm kỳ đầy sóng gió đang đón đợi chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung sự thăng tiến thần tốc đáng ngờ của ủy viên bộ chính trị bộ trưởng đại tướng lương tam quang từ vị trí thứ trưởng bộ công an với cấp hàm thượng tướng và ghế ủy viên trung ương đảng lương tam quang không đủ tiêu chuẩn lên làm bộ trưởng bởi bộ trưởng bộ công an phải là ủy viên bộ chính trị tuy nhiên tiền lệ của đảng không có giá trị hiện nay luật chơi trên chính trường là thứ luật mà dân dã gọi là luật là tao tao là luật luật này lên ngôi kể từ khi tô lâm nắm bộ công an và trong tay có một kho hồ sơ đen lần lượt tô lâm gửi từng phần đến các ủy viên bộ chính trị rồi sau đó đặt ra luật chơi tất cả phải răm rắp gật đầu cho lương tam quang lên làm bộ trưởng cũng chiêu bài tương tự tô lâm đưa lương tam quang vào bộ chính trị ngay sau đó mà cả bộ chính trị không ai dám lên tiếng phản đối nào cứ như thế lương tam quang thăng chức như diều gặp gió chỉ trong một thời gian ngắn chưa có ứng viên nào mà vừa vào trung ương đảng vừa vào bộ chính trị trong cùng một nhiệm kỳ như lương tam quang thông thường việc nắm chức bộ trưởng bộ công an thì phải đi kèm với combo của nó combo gồm chức bộ trưởng chức ủy viên bộ chính trị và hàm đại tướng hiện nay lương tam quang đang thiếu quân hàm đại tướng để đủ bộ combo như các đời bộ trưởng khác. Thật là thuận tiện khi Chủ tịch nước, người có chức năng ký thăng quân hàm đại tướng lại là Tô Lâm. Và quả nhiên, ngay cuối cùng giữ chức Chủ tịch nước, Tô Lâm đã ký và trao quyết định thăng quân hàm đại tướng cho Lương Tam Quang Quang. Lương Tam Quang được cất nhắc và được đưa vào những vị trí quan trọng trong Bộ Công an, chủ yếu dưới thời Tô Lâm làm Bộ trưởng. Nhờ đầu quân trong Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm gom hết dân Hưng Yên về thiết lập một tập đoàn thống trị tại Bộ Công an để mưu cầu việc lớn. Nhờ đó, Lương Tam Quang cũng được hưởng lợi. Theo nguồn tin nội bộ của Thoi Bao Tín Đê, cuối tháng 10 này, Lương Tam Quang sẽ tổ chức đại tiệc vinh quy bái tổ với cấp hàm mới. Thông tin còn cho biết, Lương Tam Quang đang chuẩn bị ngày vinh quy bái tổ thật linh đình. 300 mâm với những sơn hào hải vị ngon nhất được đặt cỗ tại nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội và chuyển về quê ở xã Hiệp Cường huyện kim động tỉnh hưng yên để khao làng và tri ân tổ tiên không biết trong những món sơn hào hải vị ấy lương tam quang có chừa riêng cho tô lâm một cỗ thịt bò rát vàng món ăn ưa thích của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước hay không lương tam quang được xem là nhân vật thứ hai trong nhóm hưng yên là cánh tay mặt đắc lực của tô lâm hiện nay trong khi đó nguyễn duy ngọc được xem là cánh tay trái hiện nay tô lâm đang đẩy mạnh việc thăng tiến và trao quyền thật lớn cho lương tam quang sau lương tam quang rất có thể nguyễn duy ngọc sẽ được tô lâm xây dựng thành một ông trùm mới trong ban bí thư cả hai tướng này sẽ chấn giữ hai cứ điểm quan trọng giúp cho ghế tổng bí thư của tô lâm được vững chắc có thể nói lương tam quang hiện nay nổi lên như là ông trùm mới trong bộ công an tuy là gương mặt mới trong bộ chính trị nhưng tiếng nói của lương tam quang khiến rất nhiều nhân vật lớn trong bộ chính trị phải e dè. Nguyên nhân, Lương Tam Quang đang dựa hơi Tô Lâm và kế thừa kho hồ sơ đen khổng lồ, một thứ bửu bối để có thể làm chủ cuộc chơi trên bàn cờ chính trị. Và thưa quý vị, chiều 21 tháng 10, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tân Chủ tịch nước Lương Cường, sinh năm 1957, hiện đã qua 65 tuổi, quê ở thành phố Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ. Với diễn biến mới nhất này, nhiệm kỳ 2021-2026 chứng kiến 4 lần tuyên thể chủ tịch nước của các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm và Lương Cường. Trong đó, ông Tô Lâm có nhiệm kỳ chủ tịch nước ngắn nhất lịch sử, chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Đây được coi là một nhiệm kỳ đầy sóng gió với các diễn biến trời long đất lở trong đội ngũ lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đáng chú ý, ông Lương Cường làm chủ tịch nước được Bộ Chính trị Xét là trường hợp đặc biệt và có mối liên hệ với Trung Quốc. Theo quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn các chức danh để làm chủ tịch nước, cá nhân cần tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương. Bộ chính trị khóa hiện tại là nhiệm kỳ đầu tiên ông Cường tham gia nên ông chưa đạt yêu cầu chọn một nhiệm kỳ bộ chính trị trở lên và theo một số nhà quan sát, ông cũng chưa từng làm lãnh đạo tỉnh hay bộ trưởng. Nhưng vì bộ chính trị có tính đến trường hợp đặc biệt cho tứ trụ, nên dù chưa hội đủ một số tiêu chuẩn, vẫn được quyết định là trường hợp ngoại lệ. Ông Cường là ủy viên bộ chính trị khóa 13, bí thư trung ương Đảng khóa 12, ủy viên trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, đại biểu quốc hội khóa 15. Xét quá trình công tác của ông Lương Cường, có thể thấy con đường binh nghiệp của ông chủ Yếu tập trung vào công tác chính trị, công tác đảng và có mối quan hệ khá tốt với Bắc Kinh. Đảng lãnh đạo toàn diện nên vai trò của cán bộ sĩ quan chính trị trong quân đội luôn đặc biệt quan trọng. Từ năm 2003 đến 2006, ông Cường giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2. Đầu năm 2006, ông được thăng quân hàm thiếu tướng. Sau đó, ông có hơn một năm làm chính ủy Quân đoàn 2. Từ tháng 6, 2011 đến tháng 12, 2015, ông giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn từ tháng 5, 2016 đến tháng riêng 2021, ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Ông được thăng quân hàm đại tướng vào đầu năm 2019. Đầu năm 2021, ông được Ban chấp hành Trung ương khóa 13 bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 cùng năm, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ba năm sau, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí Thư và giữ chức vụ thường trực Ban Bí Thư, thay cho bà Trương Thị Mai. Vị tương lĩnh chính trị quân đội này được xem là có mối quan hệ khá thân thiết với Bắc Kinh khi từng có thời gian học bồi dưỡng cán bộ cấp cao tại Trung Quốc tháng 12, 2011 và tháng 11, 2013. Đáng chú ý, trước khi được bầu làm chủ tịch nước, ông Lương Cường cũng đã có chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 9 đến 12 tháng 10. Mặc dù vậy, trong hai ngày đầu tiên của chuyến thăm, báo chí Việt Nam hoàn toàn không đưa tin, khiến dư luận không hề biết ông Cường đang ở Trung Quốc. Mãi đến đêm 11 tháng 10, một số báo trong nước mới bắt đầu đưa tin về cuộc gặp giữa ông Lương Cường với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và cuộc hội đàm với Bí thư Ban Bí thư, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Sự thiếu minh bạch này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về mục đích và nội dung chuyến thăm. Mặc dù đã chính thức trở thành chủ tịch nước, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng ông Lương Cường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì vị trí này lâu dài. Sự thăng tiến của ông Cường được cho là đi ngược lại với xu hướng tập trung quyền lực vào Tổng Bí thư Tô Lâm, tương tự mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc. Ông Tô Lâm được cho là đã vấp phải sự phản đối đáng kể từ một số nhân sự cấp cao trong nội bộ Đảng, đặc biệt là những người có mối quan hệ mật thiết với cựu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thân Trung Quốc. Việc bổ nhiệm ông Cường, một nhân vật được cho là có quan hệ gần gũi với ông Trọng và từng có thời gian học tập tại Trung Quốc, có thể xem như một động thái phản kháng lại xu hướng tập trung quyền lực của ông Lâm. Chuyến thăm Bắc Kinh đầy bí ẩn của ông Lương Cường trước khi nhậm chức càng làm dấy lên những nghi ngờ về mối quan hệ của ông với Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng, Bắc Kinh có thể đang tìm cách gây ảnh hưởng lên chính trường Việt Nam thông qua việc ủng hộ ông Cường, nhằm duy trì sự bất ổn trong nội bộ lãnh đạo tạo điều kiện để kiểm soát và chi phối Việt Nam. Giới quan sát cũng lo ngại về khả năng ông Cường sẽ có tác động tiêu cực đến chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là mối quan hệ với Trung Quốc. Ông có thể sẽ đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo cũ, khiến Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc như thời kỳ ông Trọng lãnh đạo. Tổng bí thư Tô Lâm đã hứa nhà chức chủ tịch nước từ tháng 8. Tất cả các thông tin đã được công khai với báo chí. Thời điểm nhà ghế được xác định là tháng 10. Tuy nhiên, phe quân đội lại rất vất vả đòi Tô Lâm phải giữ lời hứa mới, khiến tổng bí thư nhà chức chủ tịch nước. Nếu giữ lời để mất cơ hội, mất thế thượng phong trên vũ đài chính trị thì không dạy gì Tô Lâm phải giữ lời. Để ép Tô Lâm phải nhà ghế thì Lương Cường và các đồng minh khác trong quân đội phải áp lực lên Tô Lâm, chứ không thể chỉ mong chờ Tô Lâm giữ lời hứa một cách đơn giản dạn được. Hiện nay, phần còn lại của Bộ Chính trị đang cậy vào Bộ Quốc phòng, vì chỉ có nơi đây mới đủ sức cân bằng quyền lực với phe công an của Tô Lâm. Mới đây ngày 21 tháng 1, Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới. Như vậy, Tô Lâm không còn giữ chức vụ Chủ tịch nước từ ngày 21 tháng 10. Bước lên vị trí Tổng Bí Thư, Tô Lâm không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát Bộ Công an như trước, mà đang có ý định nắm luôn Bộ Quốc phòng việc nắm luôn bộ quốc phòng sẽ giúp tô lâm kê cao gối ngủ có thể an tâm ngồi ghế tổng bí thư suốt đời ngay cả ông nguyễn phú trọng trước đây cũng chỉ mới kiểm soát hoàn toàn bộ công an còn trong bộ quốc phòng nguyễn phú trọng chỉ lôi kéo được một nhóm người trong tổng cục chính trị trong tay tô lâm đang có đầy đủ công cụ để tiến hành kiểm soát bộ quốc phòng chức bí thư quân ủy trung ương vẫn chưa đủ để tô lâm nắm hoàn toàn bộ quốc phòng mà cần phải đưa được đàn em vào ghế bộ trưởng. Trong tay Tô Lâm có một ủy viên trung ương Đảng là cấp tướng và là đồng hương Hưng Yên, đó là thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến với cấp hàm thượng tướng. Ở cương vị mới, Tô Lâm đã nâng tầm của mình từ thú cưng thành mãnh thú. Ông Tô Lâm đang thực hiện một cuộc lột xác toàn diện để củng cố quyền lực. Trước đây, ông Tô Lâm không được lòng bộ chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng, nên ông cần phải củng cố quyền lực mạnh hơn nữa mới an tâm yên vị trên chiếc ghế tổng bí thư. Nếu nói bộ giáp trước đây của phe Hưng Yên là bộ công an, thì nay Tô Lâm muốn đan bộ giáp mới, trong đó có cả công an và quân đội. Cùng làm nên chất liệu tấm áo. Để làm được điều này thì Tô Lâm phải loại được Lương Cường và Phan Văn Giang, hoặc ít ra cũng hạn chế sức mạnh của hai người này để tạo cơ hội cho Hoàng Xuân Chiến có cơ hội ngoi lên. Tô Lâm trước đây không muốn nhả chức chủ tịch nước, là để ngăn phe quân đội đoàn kết, tạo ra một sự liên kết giữa ghế chủ tịch nước và bộ quốc phòng. Phía quân đội cũng đang đứng trước cơ hội ngăn cản Tô Lâm dệt tấm áo giáp mới. Tuy nhiên, phe quân đội cần phải đoàn kết thành bó đũa, nếu không thì sẽ bị Tô Lâm bẻ từng chiếc một. Số phận của các phe phái phụ thuộc vào kết quả giành giật ghế trong tháng 10 này. Theo thông báo của Quốc hội trên báo chí, ngày 21 tháng 10, quốc hội bầu lương cường làm chủ tịch nước mới như vậy là kế sách của phe quân đội bước đầu đã thành công công an và quân đội đang tranh nhau từng chút một cả bộ chính trị và trung ương đảng đang nín thở chờ đợi hành động của phía quân đội một khi tô lâm thâu tóm được quân đội những nhóm mạnh khác như nghệ an hà tĩnh hà nội thanh hóa khó mà còn chỗ đứng như bây giờ tô lâm đã biến bộ công an thành bộ hưng yên nếu để Tô Lâm biến tiếp Bộ Quốc phòng thành Bộ Hưng Yên, thì họa ập đến với rất nhiều phe khác. Thêm vào đó, ông Lương Cường và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đều là những tướng lĩnh xuất thân từ Tổng cục Chính trị và được xem là thân tín của ông Trọng, được cho là có mối quan hệ bất hòa với Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và ông Tô Lâm. Sự chia rẽ trong nội bộ quân đội cũng là một yếu tố tiềm ẩn có thể gây bất ổn định cho chính trường Việt Nam ông Lương Cường trở thành chủ tịch nước. Bên cạnh việc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay, đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai và những tác động tiềm tàng. Liệu sự xuất hiện của ông trên cương vị này có làm thay đổi cán cân quyền lực trong nội bộ đảng? Liệu ông sẽ đưa Cộng sản Việt Nam xích lại gần Trung Quốc như cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông? Liệu ông có khả năng duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển của đất nước hay lại một nhiệm kỳ đầy sóng gió? Những câu hỏi này cùng với những lo ngại về mối quan hệ của tân chủ tịch nước với Trung Quốc và những bất đồng tiềm ẩn trong nội bộ lãnh đạo cho thấy con đường phía trước của tân chủ tịch nước Lương Cường sẽ không hề bằng phẳng. Tương lai của ông trên cương vị này cũng như tác động của ông đối với chính trị và đối ngoại của Việt Nam vẫn còn là một ẩn số đầy thách thức. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.